Bởi vì tôi là người Việt Nam nên tôi phải sử dụng tiếng Việt. Tuy là tôi không biết tiếng Hàn nhiều nên tôi đã đến đây và cùng mọi người để giao tiếp và học hỏi thêm nhiều tiếng Hàn. Từ hôm trước tới nay tôi đã kết bạn được rất là nhiều người Hàn. Tuy là tôi không hiểu tiếng của họ nhưng mà tôi vẫn có thể hình dung ra họ có thể giao tiếp với tôi những gì. Tôi đã được mọi người hướng dẫn rất là nhiều và tận tình nên tôi rất là cảm ơn họ. Tôi mong tôi sẽ kết bạn với được nhiều người Hàn ở đây và nhiều người nước ngoài hơn nữa để có thể làm quen với họ. Tôi mong là từ hôm nay tới tuần sau tôi sẽ có thật nhiều những niềm vui, cố gắng. Tôi sẽ cố gắng hết nỗ lực để kết bạn với họ. Nè. Tôi đã đi về Việt Nam và gặp được rất nhiều bạn, tìm hiểu được phong tục tập quán của người Việt Nam. Trong đó tôi có kết bạn được rất là nhiều bạn ở Việt Nam. Bạn mà tôi kết bạn được đó có tên là Hạnh. Và tôi cảm ơn vì bữa cơm của bạn đã dành cho tôi. Gia đình của bạn rất hạnh phúc làm cho tôi nhớ đến gia đình tôi ở Việt Nam. Tôi mong rằng là có một ngày nào đó tôi sẽ có thể về Việt Nam một lần nữa và có thể gặp được bạn. Tôi rất cảm ơn vì hoạt động này đã dành cho tôi rất là nhiều kinh nghiệm và kết được rất là nhiều bạn.
Tôi mong rằng có thể một ngày nào đó tôi có thể tiếp tục hoạt động lại thêm một lần nữa để và tôi có thể giới thiệu thật là nhiều về cuộc sống ở Việt Nam cho mọi người ở Hàn biết. Tôi mong rằng là người Hàn có thể hiểu và có thể tiếp xúc được cũng như là nhìn thấy về phong tục tập quán của Việt Nam mà và tôi muốn giới thiệu điều đó cho tất cả mọi người trên thế giới biết là Việt Nam mình không chỉ là con người cuộc sống tốt mà còn rất là nhiều cái thú vị nữa. Cảm ơn. Cảm ơn Samita.